Em chào anh chị em cô chú đồng ngư, những người đam mê chưa cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này của mình nói chung. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em cô chú mình nha. Xin kính chúc cho mọi người công việc của mình năm nay làm thuận lợi, luôn luôn bình an trong cuộc sống nha. Đây là cái thông điệp mà Nhân muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình mời anh chị em cô chú cùng với là mình sẽ về tỉnh Vĩnh Phúc. Mình ghé nhà của anh Quân để mình tham quan cái mô hình hồ cá coi Hồ Chánh tầm cỡ khoảng gần 4 khối nha. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, đó là mình làm như thế nào để hạn chế ở cái mức thấp nhất cá của mình nhảy ra bên ngoài. Thì cách đây 2 tuần á, mình có nhận được tin nhắn của một anh trai, ảnh theo dõi kênh của mình một cái thời gian khá dài rồi. Ở nhà thì ảnh nuôi cá Việt, sau một cái thời gian hệ thống lọc đi vào hoạt động ổn định á, ảnh chuyển dần sang cái F1 với lại cá Nhật. Nói chung là những con cá đắt tiền, thì đó là những cái tâm huyết, những cái mà trong cái thời gian vừa qua ảnh dành dụm được, thì ảnh muốn chuyển sang để cái hồ của mình nó đẹp tí xíu. Mỗi dịp lễ Tết hoặc là lễ lọc nè, mình ngồi mình ngắm cá cùng với lại người thân thì nó cũng sẽ vui hơn rất là nhiều. Thì khi mà ảnh thả cá Nhật vào á, nói chung là những con cá đắt tiền, thì chẳng may nó nhảy ra bên ngoài. Tại vì ban đầu á, ảnh nghĩ là hồ đi vào ổn định rồi, cá Việt không nhảy, cá F1 không nhảy thì cá Nhật cũng sẽ là không nhảy. Nhưng mà đây là một trong những cái suy nghĩ coi như là nó hơi sai lầm một tí xíu nha cả nhà. Những con cá mà anh em nuôi cái thời gian mà lâu á thì có khả năng nó không nhảy. Nhưng mà những con mà mình mua mới về á, đặc biệt là cá Nhật nữa, cá Nhật nó cực kỳ kén chọn cái nước nha. Nước chỉ cần dơ tí xíu thôi hoặc là lạ tí xíu thôi, có thể là ở chỗ mà người ta nuôi dưỡng con cá đó, cái nhiệt độ của nó thấp, rồi về trong hồ của mình nhiệt độ nó cao, rồi pH đầu này kia, rất là nhiều cái chỉ số mà mình cần phải theo dõi, thì nó dễ dẫn đến tình trạng là nhảy ra bên ngoài. Thì ảnh mua 3 con và nhảy ra bên ngoài hết một con nha cả nhà. Thì trong video ngày hôm nay, ngoài việc mình chia sẻ hồ của anh Quân lên giao lưu với là mọi người, thì trong video này mình sẽ chia sẻ với lại anh chị em của chú mình một cái cách mà hiện tại bây giờ anh Quân ảnh cũng đang áp dụng luôn, sẽ hạn chế trên 80% tình trạng cá nhảy ra bên ngoài. Tại vì hồ của anh Quân hiện tại bây giờ ảnh nuôi toàn bộ 100% là cá Nhật. Thì để bây giờ cái cách đó là làm như thế nào, mời anh chị em cô chú cùng như là mình sẽ xem hết video. Nhân chia sẻ một vài thông tin hồ của anh Quân nè, rồi mình cùng như là mọi người sẽ thảo luận xem coi là mình làm như thế nào để cá nó không nhảy, và hệ thống lọc hồ của anh Quân vận hành như thế nào mà nước trong hồ của mình nó trong được như vậy, cá trong hồ của mình khỏe mạnh, phát triển tốt được như vậy luôn anh em nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Bây giờ em chia sẻ một vài thông số hồ của anh Quân cho mọi người tham khảo, sau đó em cùng với lại anh chị em cô chú mình sẽ thảo luận xem coi là để hạn chế cá nhảy ra bên ngoài mình sẽ làm như thế nào nhé. Hồ Chánh này của anh Quân ở đây chiều dài là 2m7, chiều ngang của mình là 1m6 và độ sâu của mình là 1m nha. Nhưng mà mực nước trong hồ anh Quân đang để là 80. Như vậy là mình tính ra hồ Chánh này của anh Quân tầm cỡ khoảng là 4 khối nha. Trong hồ thì anh Quân đang làm 2 hút mặt của mình là 60, 2 hút đáy của mình là 75 và một hút lẫn của mình là 60. 5 cái đường ống này mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ Chánh qua hệ thống lọc của mình để mà xử lý. Phần lọc thì anh Quân đã làm rất là kỹ, một tí mình sẽ quay để cho mọi người xem cho nó rõ luôn. Quay trở lại vấn đề chánh ngày hôm nay, đó là hạn chế cá nhảy ra bên ngoài thì mình làm như thế nào. Bây giờ trước khi mình chia sẻ cái đề tài này, mình nói một tí xíu ngay chỗ cái lý do mà cá nó nhảy ra. Nói chung là có rất là nhiều cái lý do cá nó sẽ nhảy ra bên ngoài, nhưng mà theo cá nhân riêng của mình á, cái nguyên nhân chánh nó nằm ở ngay chỗ cái nhiệt độ nước á. Có nghĩa là ở ngoài cái tan hoặc là ở ngoài cái trại mà anh chị em cô chú mình mua cá đó, cái nhiệt độ nó hoàn toàn khác, pH rồi tất cả những cái chỉ số hoàn toàn khác. Thì khi mà mình cho nó vào bên trong hồ của mình á, cái nhiệt độ cũng khác luôn, pH cũng khác luôn. Nó dẫn đến con cá của mình nó không quen, nó bị ngợp, và hầu như là 10 hồ, 4 đến 6 hồ là bị cái tình trạng cá nó nhảy ra bên ngoài. Thì bây giờ khi anh chị em cô chú mình nuôi cá Việt, những con cá mà giống như nó tầm cỡ khoảng mấy chục ngàn, nói tóm lại là giá trị nó thấp á, thì mình có thể là khỏi cần đậy luôn. Ví dụ nó nhảy ra bên ngoài thì anh em bổ sung con cá mới. Còn nếu mà anh chị em cô chú nào mình kỹ tính thì mình phải làm những cái biện pháp để mà nó hạn chế cái mức thấp nhất cá nhảy ra bên ngoài. Thì trong cái thời gian gần đây á, mình thấy có rất là nhiều anh chị em cô chú khi mà mua cá mới về á, mọi người dùng cái lưới á, sau đó là anh chị em mình sẽ trùm lên cái hồ của mình luôn. Thì cái cách này là cũng được nha, cũng được, nhưng mà nó sẽ làm cho con cá mình bị nhát người, bị stress. Thì thay vì bây giờ mình cũng dùng lưới mình trùm như vậy, thì anh chị em mình có thể là làm cái hàng rào giống như của anh Quân nè. Thứ nhất á, là về mặt thẩm mỹ nó có, anh em nhìn vào nhìn thấy nó đẹp ha. Cái thứ hai là khi mình làm cái hàng rào cao 30cm như vậy á, cá mình nó muốn nhảy ra bên ngoài cũng rất là khó nha. Nói chung là con nào mà nó phi lên cao hơn 30cm nữa thì thôi là nó tới số rồi, thì mình bó tay thôi. Chứ thật sự khi mà mình làm cái hàng rào 30-40cm giống như của anh Quân á, về mặt thẩm mỹ đẹp,
về cái độ an toàn cũng có luôn, nó sẽ hạn chế ở cái mức thấp nhất trên 80-90% tình trạng cá nhảy ra bên ngoài. Thì theo cá nhân riêng của mình á, đây là cái cách mà anh Quân anh làm, mà theo mình đánh giá nha, về mặt thẩm mỹ nó có nè, và cái quan trọng nhất là anh chị em cô chú nào đang nuôi cá Việt với lại cá F1 á, mua cá mới về mà mình sợ cá nhảy ra bên ngoài thì mình có thể là áp dụng cái cách làm của anh Quân nha. Mọi người đừng có lấy lưới hoặc là mình lấy cái gì đó mình chắn lên hồ của mình á, cá Việt cá F1 nó dễ bị stress lắm. Khi mà nó không nhảy, nó bị stress thì anh em mình sẽ dành ra cái thời gian khá dài để mình huấn luyện, sẽ rất là cực nha. Thì mọi người ai đang chuẩn bị làm hồ mới hoặc là mình đang chuẩn bị chuyển sang nuôi cá F1 như là cá Nhật, những con cá có giá trị cao á, sợ nó nhảy ra bên ngoài, thì mình có thể là tham khảo cái cách làm của anh Quân nha. Về phần hệ thống lọc hồ của anh Quân thì để bây giờ mình sẽ quay thật là chậm để cùng như là mọi người xem coi là cái cách mà anh Quân anh làm lọc như thế nào, mà nước trong hồ của mình nuôi cá Nhật nó trong được như vậy, cá của mình khỏe mạnh được như vậy luôn anh em nhé. Từ ngay chỗ hồ chánh này á, thì anh Quân làm giống như hồi nãy mình chia sẻ rồi, 2 hút mặt 60, 2 hút đáy 75, 1 hút lửng của mình là 60 nha, tổng cộng là 5 đường ống. Mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh này của mình qua bên hệ thống lọc. Lọc của anh Quân ở đây thì cơ bản cũng giống như của tất cả anh chị em của chúng mình thôi, cũng là 3 ngăn nha, 1 ngăn lắng, 1 ngăn Zimax và 1 ngăn bơm. Nhưng mà cái quan trọng ở đây mình dẫn nước như thế nào để nước khi mà trả về hồ của mình á, nó sẽ sạch một cách tuyệt đối nha. Mình sẽ quay chậm cho mọi người xem. Bí quyết nằm ở ngay chỗ hai cái thùng xanh này nè mọi người. Thay vì từ ngay chỗ ngăn lọc, ngăn bơm á, mình sẽ bơm lên dòng Baki thì anh Quân sẽ bơm lên hai cái thùng này. Hút đáy, hút mặt, hút lửng của mình sẽ nối vào trong ngay chỗ ngăn lắng nha. Ngăn lắng thì anh Quân xài chổi với lại lưới lan. Ngăn thứ hai thì mình xài Zimax. Ngăn thứ ba thì mình xài bơm. Bơm thì anh Quân đang xài tổng bơm là 40.000 nha. Sẽ bơm lên cái thùng đầu tiên của mình. Anh Quân cho đảo hạt canet. Anh em có thể là xài hạt bio chip cũng được nha. Sụt cho nó mạnh đó. Nó phải đảo trên 80% thì cái hiệu quả mới có nha cả nhà. Sau đó nước sạch của mình sẽ thông qua thùng số 2. Qua thùng số 2 này mọi người có thể là để đá lọc nha. Mình để giống như là Zimax nè. Còn không thì mình đảo hạt canet giống như của anh Quân. Anh em có thể là nếu mà cái thùng số 1 đảo rồi thì thùng số 2 mình để vật liệu lọc Zimax với lại nham thạch sứ thanh cũng được nha. Rồi từ ngay chỗ cái thùng sạch này, nước của mình á, sẽ qua ngay chỗ dòng Baki lọc nước. Anh em có thể là cho về làm thác luôn. Còn không là từ ngay chỗ dòng Baki á, anh Quân ảnh tiếp tục xuống ngay chỗ cái phần thác của mình bên dưới cả nhà, lọc nước và trả về hồ, cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mà hiện tại bây giờ anh Quân đang làm lọc nha cả nhà. Nước cực kỳ trong và cá của mình rất là khỏe luôn. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ của anh Quân hoạt động được hơn 2 năm rồi. Nhưng mọi người cũng thấy là nước ở đây thì thôi mình không có ý kiến gì thêm. Tại vì nó khá là trong, cực kỳ trong luôn. Cá của mình thì nuôi toàn bộ 100% là cá Nhật. Anh em thấy là khi mà mình nuôi cá, chủ yếu là cá của mình nó khỏe mạnh, nó dạng người giống như trong hồ của anh Quân là vui rồi. Có rất là nhiều anh chị em cô chú trong cái thời gian vừa qua nhờ mình hỗ trợ tư vấn giùm á, mình nuôi cá Nhật luôn nhưng mà nó không có dạng người. Không dạng người ở đây không phải là cá mình nhé, mà nó không dạng người ở đây là do cái hệ thống lọc của cả nhà mình á, làm nó cực kỳ yếu, nó dẫn đến là nước không được tốt. Mà cá coi này, cái đặc thù của nó chỉ sống khỏe mạnh, phát triển tốt trong một cái môi trường chất lượng nước tốt thôi. Còn khi mà cái hệ thống lọc của mình hoạt động không hiệu quả, nước kém rồi, thì cho dù mình nuôi cá Việt F1 hay là cá Nhật gì cũng vậy, nó sẽ không bao giờ khỏe mạnh dạng người giống như những con cá bình thường trong hồ của anh chị em của chúng mình đã từng chia sẻ lên nha. Thì thông qua video hồ của anh Quân, một lần nữa mình muốn nhấn mạnh đến tất cả mọi người, đó là cá coi này của mình chỉ cần phần lọc của mình lọc tốt là toàn bộ các cái mình làm nó sẽ rất là dễ dàng. Còn khi mà mình chú trọng vào cái vấn đề thẩm mỹ, có nghĩa là trang trí xung quanh cho nó đẹp, nhưng mà cái bộ lọc, cái chánh thì mình làm nó rất là sơ sài, thì cái việc mà mình nuôi cá coi cực kỳ khó khăn nha. Đây là cái thông điệp mà Nhân muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Quân đã chia sẻ với mọi người một cái mẫu hồ chánh tầm cỡ khoảng 4 khối, hệ thống lọc 3 ngăn, 2 thùng lọc cộng 1 dòng Baki, lọc nước rất là tốt. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang chuẩn bị làm hồ, mình chưa biết làm lọc như thế nào, thì anh chị em mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Quân nha. Và đặc biệt cái vấn đề hạn chế cá nhảy ra bên ngoài thì mọi người có thể là tham khảo mình làm cái hàng rào giống như của anh Quân nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh anh Quân, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh là mang ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nhé. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Quân chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I
look away, but I've known you too long.